xin là tất cả đồng bào Việt Nam của chúng ta hãy chung tay vô giúp Huệ Phước là bắt kẻ tội phạm đang trốn ở Việt Nam, giết cô Liên Thi về cái đồng lõa giết người ở bên Mỹ này, là chương trình của cô Liên Thi 11 năm hơn.